bát đập đĩa xé quân vị anh em này, đập kiểm chứng cho anh em độ xanh chín anh em này, em này bát đĩa quân vị là không liên quan anh em nhá. Đồ này đi chơi thì đẳng cấp tinh vi bậc nhất hiện nay đập bao nhiêu này, xanh chín 100% anh em nhá. Anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất. Anh em này, tôi giới thiệu với anh em một thiết bị tinh vi bậc nhất hiện nay anh em nhá, đồ chơi này bát đĩa quân vị xanh chín. Cuối clip tôi sẽ đập bát đĩa kiểm chứng độ xanh chín anh em này. Tứ tử đen tôi xong ở đây cái vị thăng long rất phổ thông ở thị trường Việt Nam anh em này, từ bắc vô nam anh em này, không có này, hàng này cao cấp bậc nhất hiện nay, chắn không thể sai được, rất đôi tiếp này. Video không bao cắt ghép chỉnh sửa anh em này, lẻ này ba trắng anh em này, không thể sai được này. Tiếp này, bán đi con vị xanh chín rồi, hàng này cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay luôn, lẻ này ba đen chuẩn sai anh em này. Cho anh em một cái tay cuối và tôi chuyển cho anh em sang vị đóm em này, khẳng định với em luôn tiếng này lẻ anh em này, không thể sai được anh em này. Bây giờ tôi lại đánh cho anh em một vài vị tiếng đóm anh em nhá, vị của con đóm. Em tập trung xem clip của tôi, các loại vị đều chơi được, villa, thăng long, trắng đóm, bài thuốc anh em này. Hàng cao cấp tôi nhập trực tiếp bên Macau, số lượng về có hạn, chắn này tứ tử đen anh em này, tiếp tay nữa này, chắn này sấp đôi không thể sai được này. Thì nhà tôi bán hàng với tiêu chí là đổi mới một tháng và bảo hành một năm, công ty thiết bị điện tử Anh Tú, trung tâm bảo hành chính hãng 26 đường Mỹ Đình, anh em nhà Nam Từ Liêm Hà Nội, phiếu hành đầy đủ cho anh em, cho tất cả sản phẩm nhà tôi bán tất cả đồ có bảo bịp về, máy đánh bài, kính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài tay không. Thì vừa rồi tôi đánh trực tiếp trên cái máy laser A86 anh em này, nhỏ gọn tinh vi đúng chỉ bằng hơn ngón tay thôi. Anh em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo hay tất cả các vị trí trên người rất tinh vi, không lo đánh bạc, không vấn đề gì. Một máy nhà tôi sẽ khui hộp, tôi khui hộp cho anh em uy tín chất lượng anh em, A86 anh em tôi mở luôn này, các thông số của máy đều đầy đủ hết đây anh em, mua hàng rất là ok. Mẹ đây một cái dây sạc này, sạc 6 sạc đánh liên tục cho tôi từ 6 đến 8 tiếng anh em, sạc chỉ 1 đến 2 tiếng thôi. Mỗi máy có một cái mã số riêng để hiển thị cho anh em là anh em đến sân chơi sân khách không mà sợ bị đụng hàng hay là có dò tần số không anh em này. A86 anh em nhá, chỉnh dung to nhỏ tùy ý anh em này, tôi sẽ để trực tiếp ra đây và tôi kiểm tra bát đĩa cho anh em này. Bát đĩa không liên quan anh em nhá, cái hàng công nghệ cao rồi nên anh em yên tâm. Cuối video tôi sẽ đập bát đập đĩa kiểm chứng cho anh em. Trong clip và tất cả kênh YouTube của tôi đều có các loại vị rồi, nhưng mà cái vị đóm tôi làm chưa nhiều, hôm nay tôi xây dựng một clip làm vị đóm, cách chơi, cách sử dụng ra làm sao anh em biết xác định ở sân chơi của anh em chơi cái vị gì. Ví dụ là chơi vị đóm anh em nhá, một cái bộ đóm người ta đang chơi ở nhà thì anh em, một bộ đóm người ta đang chơi ở sân chơi mình không liên quan, mình chỉ lập trình một cái vị đóm ở nhà thôi. Ví dụ đây là vị đóm anh em chuẩn bị sẵn ở nhà anh em nhá, tôi lập trình luôn anh em này để anh em biết cách chơi, cách dùng ra làm sao. Em gạt công tắc lên này anh em này, cách thu, cách dùng như nào anh em này. Đây là một cái thanh đóm, tôi lấy cái thanh đóm anh em chuẩn bị ở nhà anh em nhá, tôi bỏ luôn ra để anh em chơi cái hàng chơi là đẳng cấp siêu phẩm. Anh em thu mặt bên màu hoặc mặt bên trắng đều được anh em này. Bây giờ tôi thu mặt màu cho anh em, tôi bôi luôn màu này. Đây là cái vị đóm anh em lập trình ở nhà anh em nhá. Còn đến sân chơi, ví dụ người ta chơi vị đóm này là anh em có thể thu quét cực kỳ tinh vi, nó thu tất cả các loại màu anh em nhá, màu đen, màu trắng, tất cả các loại màu luôn. Đấy, các loại vị bài thuốc thăng long trắng đóm đều rất ok. Cách quét vị này anh em này, em bật đèn laser lên anh em chiếu này, chiếu vào thanh đóm này, chiếu vào mặt đen anh em nhá, mặt có màu, chiếu hai lượt thôi rồi ok, thanh đóm mày đã thu quét xong và đến sân chơi chơi đúng vị đóm cùng với cái chủng loại là màu đen là ok, chứ không phải là mình thu cái màu đóm này. Nhờ anh em hỏi tôi là anh ơi cầm cái màu đóm này của người mình thu đến xong mình cầm đến chơi à, không anh em nhá, anh em đi tay không bắt giặc thôi, anh em chỉ cần cầm làm lập trình trước đi và đến sân chơi chơi đúng vị đóm là anh em ok. Hay tương tự như vị thuốc thăng long thế, anh em người đang chơi vị thăng long ở sân chơi, anh em lập trình bao thăng long ở nhà, anh em có thể dò trước tín hiệu cho máy tiêu ngoại A86 quét đi và anh em đến sân chơi là chơi luôn anh em nhá, bật công tắc chơi luôn, tôi xong luôn cho em đỡ mất thời gian anh em này, thứ tử tôi xong luôn này. Hàng cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, một này lẻ anh em này, không thể sai được ba đen anh em nhá, rung to nhỏ có thể chỉnh thoải mái, rất là nhỏ, rất là tinh vi rồi, hàng về không nhiều, bạc chẵn này, hai rung này, không thể sai được anh em này. Đi chơi cái đồ này anh em là tín đồ của bạc bịp, không nên đánh xanh chín nữa, thua tha vất vả anh em lẻ này, không thể sai được anh em nhé. Tiếp này, kỷ niệm anh em một vài tay nữa, đến nhà tôi thử hàng em có thể cầm bát đĩa quân vị lên thoải mái anh em nhé. Lẻ này anh em này, tiếp cho anh em hai tay cuối này, sóc xong đặt xuống 2 giây đến 3 giây là máy báo này, bạc bẹt cầu lẻ 50 triệu lẻ này, mở này ba trắng anh em này, không thể sai được anh em này. Tiếng cuối cho anh em nhá, một này,
hai này chặn anh em này, không thể sai được anh em này, không thể sai được anh em nhá. Đồ chơi cao cấp tinh vi nhất, đẳng cấp nhất hiện nay không chơi, anh em tắt đi. Và bây giờ là cái tiết mục cuối cùng anh em mong đợi nhất, bởi tôi sẽ đập bát đập đĩa xé quân vị anh em này, đập kiểm chứng cho anh em độ xanh chín anh em này. Anh em này, bát đĩa quân vị là không liên quan anh em nhá. Đồ này đi chơi thì đẳng cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, tôi đập bát luôn này, xanh chín 100% anh em nhá. Anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất, tránh mua hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Tất cả các thông số dữ liệu của máy hay là tất cả các sản phẩm tốt nhất nhà tôi cung cấp, đồ của bạc bịp, máy bài, kính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài tay không, sẽ có một phiếu bảo hành cho anh em để anh em mua hàng. Anh em trực tiếp khu vực Hà Nội qua bến xe Mỹ Đình, khu vực miền Đông, khu vực Sài Gòn qua bến xe miền Đông thử hàng trực tiếp. Anh em ở xa tôi gửi xe khách Sika, đường bưu điện, được xe đò cho anh em. Thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi. Tất cả anh em nhé. Thì hôm nay công ty tôi xin giới thiệu đến anh em một công nghệ hoàn toàn mới, một cái sản phẩm kính quang học nhìn xuyên. Thì khoa học nhìn xuyên này làm sao để có thể giúp anh em chơi, anh em dành nhìn lại trong những sân chơi của mình. Những anh em nào đã từng chơi những cái sân chơi như tài xỉu, sóc đĩa, bầu cua, vài bài lá, thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video này để làm sao để tôi sẽ hướng dẫn anh em cái công nghệ giúp anh em có thể qua mặt được tất cả sân chơi, tất cả sóng sới, giúp anh em khi mình đứng dậy mình sẽ là người thắng cuộc trong cái sân chơi của mình. Thì đây tôi xin giới thiệu anh em cái bộ sản phẩm của nó. Thì đây là cái bộ kính quang học nhìn xuyên, sản phẩm tiên tiến mới nhất của công ty chúng tôi, đây là hàng độc quyền. Một bộ sản phẩm của nó bao gồm hai cái mắt kính quang học. Thì anh em nhớ nhá, đây là hai cái mắt, đây là cái mắt kính quang học này. Khi mình đeo cái mắt kính quang học này vào thì mình có thể nhìn được xuyên qua những cái chất liệu như nhựa, thì đây là cái nắp nhựa này đấy, sứ này, đây là bát sứ bát tôi vẫn ăn cơm hàng ngày này, nhôm này, đây là cái thau nhôm nắp bầu cua này đấy, thì đều có thể nhìn xuyên được, nhưng nó sẽ nhìn được ở cái khoảng cách nhất định đấy, chứ không phải là ví dụ như mình đeo cái kính này mà mình có thể nhìn được xuyên khoảng vài km thì cái đấy là không có, mình nhìn xuyên được khoảng cách nhất định đấy. Còn cụ thể như nào thì anh em theo dõi hết video này để tôi sẽ cho anh em biết được cái công nghệ này nó hiện đại đến như nào. Anh em nên nhớ nhé, ai đã từng chơi tài xỉu, sóc đĩa, bầu cua và bài lá, anh em theo dõi hết video này để tôi chứng minh em thấy công nghệ hiện đại đến như nào. Nếu mình không biết thì mình sẽ là người thua cuộc, không biết mình sẽ là người mất tiền, đơn giản vậy thôi. Và sau đây để chứng minh em thấy cái công nghệ nó hiện đại như nào thì tôi sẽ test luôn cho anh em xem. Thì đây là cái mắt kính quang học nhìn riêng anh em nhé, tôi sẽ bóc nó ra đấy, tôi mở nắp nó ra và tôi sẽ đeo luôn vào, và tôi sẽ lấy cái dụng cụ gắp kính và tôi sẽ đeo vào cho anh em xem. Anh em chờ tôi một chút nhé. Đây là cái mắt kính quang học nhìn xuyên, anh em nhìn này. Đây là cái mắt kính quang học nhìn xuyên này, anh em nhìn chưa đấy. Thì sau đây tôi sẽ đậy hết những cái nắp này vào đấy, lá bài tôi đã úp sẵn rồi, và tôi sẽ chứng minh thực tế cho anh em xem cái khả năng của kính khoa học nhìn xuyên này nó như thế nào, liệu có giúp anh em có thể nhìn được xuyên những cái dụng cụ để mình chơi, để mình giành chiến thắng hay không. Anh em nhìn nhé, đây anh em nhìn kính vô đây, tôi sẽ đưa cho anh em xem này, lá bài này. Anh em nhìn lá bài chưa? Đây, anh em nhìn lá bài chưa? Đấy, ok chưa? Đây là sóc đĩa này, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, anh em nhìn chưa? Tôi sẽ đưa từ cho anh em xem có đúng hay là sấp đôi không anh em. Đấy, để kính quang học này nó có khả năng nhìn xuyên được những chất liệu như này. Đây, và tài xỉu đây, anh em nhìn này. Đấy, tôi sẽ đưa cho anh em xem, đưa từ cho anh em xem. Thì camera nó hơi mờ nên anh em cố gắng theo dõi nhé. Anh em nhìn chưa? Đấy, không phải đúng là 3, 4, 5 đúng không? Đấy, để đưa lại tiếp sang sóc đĩa cho anh em xem này. Đấy, rất là ok đúng không anh em? Sang bầu cua này. Đấy, anh em nhìn chưa? Có đúng là tôm, cua, cá đúng không? Đấy, tôi sẽ đưa hết, đưa rộng ra cho anh em nhìn. Đây nhé, vì cái camera tôi nó hơi mờ nên anh em nhìn nó hơi khó anh em nhé.
vì cái đèn ở trong nhà tôi điều kiện đèn nó không được sáng lắm. Đấy đây, đưa này, đưa lại anh em nhìn này, anh em thấy giờ rất là rõ đúng không? Đấy thì đây là cái công dụng của kính quang học nhìn xuyên này. Thì khi mình sử dụng xong cái kính quang học nhìn xuyên này thì anh em lại cho nó vào đây. Đấy, cho nó vào cái nọ đựng cái kính quang học này và lần sau mình sử dụng tiếp. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì cái sản phẩm này thì đây, như vừa tôi đây đặt luôn lá bài cho anh em xem này. Đấy, nhìn được xuyên cả lá bài. Tài xỉu, sóc đĩa, bầu cua. Đấy, rất là ok đúng không anh em? Thì cái công dụng của nó rất là đơn giản thôi, nhưng nó nhìn thì được một cái khoảng cách nhất định. Đấy, còn anh em nào cần quan tâm với cái sản phẩm kính quang học nhìn xuyên này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, hoặc anh em có thể qua trực tiếp công ty tôi, một là bến xe Mỹ Đông Sài Gòn, hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, qua test hàng thử hàng trực tiếp. Còn khi anh em lấy cái sản phẩm kính quang học này thì tôi bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Cái sản phẩm này là đây hàng công nghệ, hàng độc quyền mới nhất của công ty chúng tôi. Anh em nào cần quan tâm thì liên hệ để chúng tôi tư vấn cho anh em, giúp anh em có những công nghệ đồ chơi mới để anh em chơi, để anh em giành chiến thắng trong sân chơi mình. Còn cuối cùng thì tôi xin kết thúc video ở đây, chúc anh em là những người chơi khôn ngoan, chúc anh em là những người giành chiến thắng trong sân chơi của anh em. Xin chào anh em. Chào tất cả các bạn, thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm có thể hack và báo trước kết quả tất cả những cổng game online đổi thưởng hiện nay để các bạn chơi tài xỉu và sóc đĩa các bạn nhé. Thì khi các bạn sử dụng cái ứng dụng bên mình, các bạn chỉ cần cài vào máy, thì các bạn dùng điện thoại nào mình cài bên đấy cho các bạn vào điện thoại đó. Đây, các bạn mở ứng dụng lên thì sẽ hiển thị ra tất cả các cổng game online như bây giờ, như là Sunwin này, Go88 hay là Cu Casino đấy, hoặc là tất cả các cổng game online bây giờ. Thì mình sử dụng, mình chơi Go88, mình click vào Go88 này thì sẽ hiển thị ra cái mục đăng nhập tài khoản và nhập password. Thì các bạn nhập tài khoản và password các bạn vào đây. Đấy, nhập tài khoản của mình vào này. Đấy, phần nhập mật khẩu này. Còn cái phần ở dưới mã phần mềm, đấy, mã phần mềm này thì các bạn phải liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của mình để được nhận mã phần mềm của riêng mình, của riêng cái máy của các bạn nhé. Cái mã phần mềm này không một máy nào giống máy nào. Đấy, các bạn bấm vào đăng nhập này. Đấy, bấm đăng nhập, chờ nó load đủ 100%, nó sẽ tự động nó vào Go88 và nó hiển thị trước kết quả. Đây, đăng nhập lại này. Các bạn chơi game gì thì các bạn chọn game đó. Đây, mình vào tài xỉu của Go88 này. Thì các bạn lưu ý khi mà ở giây thứ 45 nó sẽ hiển thị trước kết quả. Đấy, các bạn có thể đánh được luôn cả vị nhá. Đấy, nó đã hiển thị trước kết quả. Đây là mình sẽ thử cái tay này cho các bạn xem này. Phần mềm nó sẽ báo trước kết quả cho các bạn biết trước. Các bạn có thể đánh ở vị luôn. Đây, tay này mình sẽ thử các bạn này. Các bạn lưu ý liên hệ đến số trực tiếp, số hotline trên góc màn hình để được tư vấn nhé các bạn nhé. Rồi, các bạn lưu ý giây thứ 45 nhé. Phần mềm nó đã setup là giây thứ 45 này. Đây, các bạn nhìn đây. Đấy, hiển thị 224 này, tức là xỉu này. Các bạn đánh trực tiếp vào xỉu cho mình này. 224, 8 điểm. Nó hiển thị chỉ trong vòng khoảng tầm từ 3 đến 4 giây nên các bạn phải nhanh tay, nhanh mắt các bạn nhìn. Sau đó thì các bạn vào tiền thật nhanh. Nó sẽ hiển thị ở giây thứ 45. Và đây là cái tool hiển thị trước kết quả, hack được cái giây kết quả của nhà cái để Go88 nó sẽ hiển, nó sẽ bị lỗi ở trên cái điện thoại của các bạn và lại hiển thị trước kết quả các bạn. Thì khi các bạn cài cái ứng dụng này ấy, bên mình sẽ thu phí. Các bạn cứ đánh một ngày ăn được bao nhiêu tiền thì chia lại cho bên mình 10%. Chẳng hạn mình ăn được 10 triệu thì chia lại 1 triệu. Ăn được 20 triệu thì chia lại 2 triệu các bạn nhé. Chắc chắn là 224 rồi. Đây, 224 xỉu này. Các bạn thấy chuẩn xác này. Chuẩn 100% các bạn nhé. Không thể sai lệch được. Phần mềm thì tôi xin khẳng định là 100%. Còn các bạn nào có muốn cài từ xa, không qua được cửa hàng thì có liên hệ trực tiếp số hotline ở trên góc màn hình để mình tư vấn. Đây, giây thứ 45 này, các bạn để ý này thật nhanh này. 3356 này, 356 là tài này các bạn nhá, 14 điểm tài. Đấy, nó chỉ hiển thị có vài giây thôi nên các bạn phải bắt buộc các bạn phải nhìn nhanh để các bạn vào tiền. Thì các bạn lưu ý là các bạn có nhu cầu cài đặt thì hãy kết bạn Zalo, số điện thoại mình để ở trên màn hình để mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài từ xa và chi phí cài như thế nào, và cái cách tính tiền, cách tính phần trăm hay là
các bạn nào mà có những câu hỏi là tại sao mình có cái tool này mà mình không dùng, thì mình vừa dùng mình vừa bán. Với cả hai nữa là các bạn khi các bạn mua tool bên mình thì các bạn cũng chia tiền phần trăm cho bên mình. Chắc chắn thì sẽ là ra để tải này. Đây 635, lúc nãy cũng là 635 đấy các bạn. Thấy chuẩn 100%, chuẩn tuyệt đối luôn. Mình sẽ thử cho các bạn đôi tay nữa, tay nữa. Để các bạn thấy về độ chuẩn xác. Thử các bạn tay cuối nha. Có nhu cầu thì các bạn alo trực tiếp cho mình. Nhà mình có hai cơ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Nhìn dây thứ 45 này, nhìn thật nhanh nhé. 213 này, 123 này. Xỉu rồi, đánh tất là xỉu này. Đánh đều tay đều tiền là ok. 123 các bạn lưu ý cho mình là kết quả là 123 nha. Cho xem có phải 123. Thì các bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp số hotline trên góc màn hình để được tư vấn và hỗ trợ các bạn cài đặt online từ xa. Về dịch bệnh các bạn không qua được cửa hàng. Thì nó chơi được tất cả cổng game online như Go88 hay tài xỉu Go88, 789 Club, B52, Sunwin hay là Qbet, Qcasino, Tabet, đánh sóc đĩa cũng hiển thị trước kết quả, hoặc đánh tài xỉu hiển thị trước kết quả các bạn nhé. Đây bạn chờ kết quả chắc chắn là đánh cả vị luôn là 123 xỉu các bạn này. 123 này. 123 6 điểm xỉu này. Chuẩn 100% 123 các bạn nhé. Thì các bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp số online trên góc màn hình. Thì sau đây tôi xin kết thúc clip ở đây. Đây nó chờ các bạn chờ nhìn nó cộng tiền này. Quá nạo cộng tiền này. Đấy cộng tiền rồi. Rồi xin kết thúc clip đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip.